gái của mình đẹp nhìn du. Vì chúng ta biết rằng đó chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống của mỗi một con người chúng ta. Trời và đất rồi cũng sẽ qua đi, niềm vui hoặc là những khoảng cách rồi cũng sẽ được san lấp. Những tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự gắn kết Ngài đã mang đến cho tất cả mọi người, hãy cùng biểu hiện trong ngày hôm nay để toàn dân biết được danh Chúa Giêsu, Ngài yêu thương tất cả mọi quý vị. Nào xin mời nào kia, ông quan chính của Phước An nào, đất đây thì và Banana thì mời canh nào, mời canh lên nào. Nào Banana, Eddie, Vân ông, tất cả quý vị là chúng ta chỉ là một trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, có cả trên ai nữa ạ? Con cũng ạ. Vâng, xin chào mọi người, hãy cùng hát cái ca khúc theo Chúa Giêsu. Lòng em theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Giêsu thương yêu anh, con quyết đi theo Ngài. Lòng em theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Con quyết không lùi, quyết theo Giêsu. Đường hẹp Giêsu đi, con bước đi theo Ngài. Chúng với gian lao chân, con quyết đi theo Ngài. Đường Giêsu mang, con bước đi theo Ngài. Con đã thấy Ngài, nguyện theo Giêsu. I have decided to follow Jesus. Con quyết không lơi, con quyết không lơi, quyền thế.
một lần nữa xin được chào tạm biệt.